Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món cá kèo với lòng chả cá cuốn với lòng bắp sú nha cả nhà nha. Ở đây mình có chả cá thắt lát. Mình mua sẵn, họ làm sẵn rồi. Bây giờ mình nêm nếm chút xíu nước mắm. Bỏ chút xíu đường. Chút xíu tiêu nha. Và ở đây mình có hành á, mình bỏ vào một chút xíu hành. Rồi mình trộn lên. Thì ở đây mình có bắp sú nè cả nhà, mình trụng với lại nước nóng sơ qua, với lại hành cũng vậy mình cũng trụng sơ qua. Bây giờ mình gói cái bắp sú này với lại chả cá để mình nấu canh nha cả nhà nha. Thì ở đây mình cho chút xíu chả cá vô đây. Mình cuộn lại thôi, giống như là mình gói chả giò đó cả nhà. Rồi mình lấy cái cọng hành đó, mình cột lại. Ok, thì cái mình cứ như vậy mà mình tiếp tục mình làm nha cả nhà nha. Gói không có được đẹp lắm nha các bạn. Các bạn nào khéo tay hơn mình thì gói đẹp hơn ha. Cá còn lại đó cả nhà mình bỏ, mình chích cục mình bỏ vào luôn nha cho nó ngọt cái nước. Giờ mình kho cá kèo nha. Mình có cái nồi kho tộ này nè, mình bỏ hành tỏi vào đây mình phi nha. Bây giờ mình cho 2 muỗng nước mắm vào đây nha. Hai muỗng đường. Chút xíu muối nha. Và tiêu. Cái này ai ăn được bột nêm thì ăn, còn mình bỏ chút xíu bột nêm nha cả nhà nha. Bỏ chút xíu nước màu nha. Màu này là tự ở nhà mình thắng á cả nhà. Mình không có mua màu ở ngoài. Giờ mình bỏ cá kèo của mình vào nha. Mình mua cá kèo về đó thì mình phải bóp muối
mình lấy dao mình cạo bóp muối với giấm cho nó ra hết những cái chất nhờn, cái chất tanh của miếng cá kèo đi. Thì giờ mình cứ để như vậy cho nó hơi thấm một chút xíu rồi mình mới bật lửa lên lại mình kho nó nha cả nhà. Giờ mình nêm nếm nha. Mình cho 2 muỗng nước mắm nha cả nhà nha. Nửa muỗng đường nha. Một chút xíu tiêu. Chút xíu muối. Và chút xíu bột nêm. Canh của mình nó vừa ăn rồi đó, bây giờ mình tắt lửa nha. Giờ mình qua mình kho cá nha cả nhà nha. Giờ mình bật lửa lên mình kho nha. Cá nãy giờ mình để nó cũng thấm rồi đó. Mình đậy cái nắp lại nha. Mình thấy nó cũng hơi sôi sôi rồi đó. Đây mình có chút nước sôi, mình đổi ra nha, mình kho nha. Mình cứ để lửa cao lên cho nó sôi lên thiệt là sôi, xong rồi cái mình hạ lửa xuống cho nó rút nước lại, cho nó keo lại cái miếng cá nha cả nhà nha. Xong là mình sẽ có một nồi cá kho tộ, rất là cá kèo kho tộ rất là ngon luôn. Bây giờ cá kèo của mình nó chín rồi đó, bây giờ mình bỏ hành với ớt vào luôn nha. Mình để cho nó sôi lên lại chút xíu, cho nó sôi sôi, cho nó chín cái hành chút xíu rồi mình vớt ra nha. Mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình nha. Mời mẹ mời ăn. Cả nhà ăn con. Rồi. Có kèo này ngon lắm đi cả nhà ơi, ăn hết sạch nồi cơm bây giờ. Vừa ăn ha. Cá con nêm lên vậy thôi. Mình có một chương khó. Nêm xả đi làm. Bên Mỹ cả nhà đi làm y tá một ngày làm 12 hoặc là tới 16 tiếng đồng hồ mới về lắm. Một tuần làm 3 ngày. Với một ngày on call. Hành với tỏi nhiều quá thơm. Cái kêu nó làm cho sạch chứ không tạnh. Làm cho sạch trong sạch nó tạnh lắm cả nhà ơi. Cảm ơn các bạn đã ghé căn nhà của mình ủng hộ với cho gia đình mình nha. Thì các bạn cứ vô comment cho mình rồi mình rảnh hết là mình respond lại cho các bạn nha. Mình trả lời lại các bạn nha. Trời hôm nay lạnh ở cả nhà cho nên không có đi chợ. Ở trong tủ lạnh có gì lấy ra nấu cái đó, thì có cá kèo với là bắp cải với chả cá mình lấy ra mình nấu thôi.
Đã quá. Hết sảy luôn. Hết sảy bà bảy. Hết sảy bà bảy. Cái cá kèo ở cả nhà. Cái bụng nó ngon mà nó hơi đắng. Ai ăn đắng được ăn. Còn bỏ cái bụng. Ok cả nhà, hai mẹ con mình ăn hôm nay tới đây thôi nha. Tại vì cũng chỉ ăn một chén cơm thôi à, không có ăn nhiều cơm. Cho nên gặp lại các bạn video clip lần sau nha. Nhớ ủng hộ gia đình mình tiếp nha. Coi những cái video mình bỏ lên nha. See you, bye bye.